Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin ASEAN 2023 ngày 4 tháng 10. Quý vị và các bạn thân mến, như đã biết thì thời gian qua, đoàn thể thao Việt Nam chúng ta không thi đấu thành công tại ASEAN đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc khi chúng ta tính đến hết ngày thi đấu hôm qua mùng 3 tháng 10, đoàn Việt Nam của chúng ta đứng hạng 20 trên 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á. Ngày hôm nay mùng 4 tháng 10 thì đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta tiếp tục thi đấu ở các môn như là cầu mây, điền kinh, xe đạp, bắn cung, bóng chuyền, cờ tướng, cờ vua, vật. Và đáng chú ý, tâm điểm đó là ở môn bóng chuyền khi mà đội tuyển nữ của chúng ta gặp đội tuyển Triều Tiên ở vòng loại thứ hai. Hiện thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế để giành vé vào bán kết môn bóng chuyền ASEAN khi có màn so tài với đối thủ trực tiếp là Triều Tiên. Và link xem của trận đấu này thì kính mời quý vị các bạn truy cập vào đường link ở phần mô tả và phần top comment của video này. Kính mời quý vị các bạn cùng đón xem. Quay trở lại trận đấu tới đây với đội tuyển nữ Triều Tiên diễn ra vào lúc 13:30 ngày hôm nay, mùng 4 tháng 10, thì sau chiến thắng ngược dòng trước Olympic Hàn Quốc với tỷ số 3-2 sau 5 set đấu một cách kịch tính ngày 1 tháng 10 vừa qua, thì đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn giành vé và bán kết nếu như chúng ta tiếp tục vượt qua Triều Tiên. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hiện là đang có lợi thế cả về mặt tâm lý lẫn sức mạnh về chuyên môn. Đầu tiên là tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta có thời gian được nghỉ ngơi nhiều hơn so với đối thủ. Trong khi đó thì Triều Tiên chỉ có chưa đầy 48 giờ để hồi phục thể lực khi đối đầu với tuyển nữ Việt Nam. Việc vượt qua tuyển Hàn Quốc ở trận đấu trước đó giúp cho các cô gái Việt Nam vừa có sự tự tin, trong khi đó lại có thêm sự thoải mái trong tâm lý thi đấu khi đối đầu với Triều Tiên. Trong những trận đấu có tính chất là ganh đua hay là cạnh tranh quyết liệt và căng thẳng như thế này thì tâm lý thoải mái sẽ là một yếu tố then chốt để làm nên chiến thắng. Trong khi đó thì việc để thua dễ dàng trước Trung Quốc với tỷ số 0-3 vào ngày hôm qua đang khiến cho Triều Tiên là có tâm lý không tốt trước thềm cuộc đối đầu với Việt Nam. Tuy nhiên thì xét về mặt chuyên môn, phải thẳng thắn thừa nhận là đội tuyển bóng chuyền nữ của chúng ta cũng không ngán ngại gì so với Olympic Triều Tiên, bởi là còn nhớ tại VTV Cup 2019 thì chúng ta từng đánh bại đối thủ này với tỷ số xít sao là 3-2. 5 người góp mặt trong trận đấu với Triều Tiên cách đây 4 năm đó là Thanh Thúy, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Khánh Đang và Bích Thủy được kỳ vọng là sẽ giải bài toán khó cho đội nhà để giành vé vào bán kết ASEAN. Về đối thủ của chúng ta thì trong đội hình của Triều Tiên từng thi đấu với tuyển nữ Việt Nam ở VTV Cup 2019 nói trên, vẫn còn một số gương mặt thi đấu ở ASEAN này, đó có thể kể đến là chủ công Kim Hyun-ju ghi 30 điểm trong chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ, hay là đối chuyền Cho Pok Hyang ghi 19 điểm trong trận thắng Ấn Độ 3-1, chủ công Kim Jin-hyang ghi 6 điểm, phụ công Kim Huk-wa hay là chuyền 2 Rim Hyang. Ở lần gặp lại này thì Olympic Triều Tiên không có sự phục vụ của chủ công tài năng Jin Jong-sim, người từng được bầu là chủ công hay nhất ở VTV Cup 2019 cùng với Kim Hyun-ju, và trước đó cũng từng được bầu là huấn luyện viên xuất sắc nhất ở VTV Cup hồi năm 2015. Sự vắng mặt của Jong Jin Sim chắc chắn sẽ là tổn thất lớn với tuyển Olympic Triều Tiên trong lần này. Mới đây thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã cho biết về đối thủ Triều Tiên. Trong 12 vận động viên của Triều Tiên mang đến ASEAN 19 thì dễ thấy họ đang xây dựng đội hình trẻ. Nhưng sau trận đấu với Trung Quốc, tôi thấy là họ có một chủ công tốt là Kim Hyun-ju ghi 30 điểm ở trận ngày hôm qua. Tuy nhiên thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu rất nhiều trong năm nay và chúng ta đang có hàng chắn tốt. Ban huấn luyện cũng sẽ có đấu pháp hợp lý, quyết tâm giành kết quả tốt ở những trận cầu tới. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì tại nội dung cầu mây, đây là nội dung mà chúng ta kỳ vọng là sẽ giành tấm huy chương vàng khi đội tuyển nữ của chúng ta đối đầu với đội tuyển nữ của Indonesia tại trận chung kết. Mới đây thì đội tuyển nữ cầu mây Việt Nam cũng đã 2 lần liên tiếp đánh bại Indonesia ở nội dung tuyển 4 người nữ, nhưng cái cách đối thủ này để thua xít sao 1-2 ở trận cuối của vòng bảng ASEAN 19 này cũng khiến cho Việt Nam phải đặc biệt dè chừng. Còn nhớ là hồi tháng 7 vừa qua thì đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam từng thắng đội Indonesia 2-0 trong trận chung kết giải vô địch thế giới với điểm số trong hai hiệp lần lượt là 21-15 và 21-12. Và chiến thắng đó cũng giúp cho cầu mây Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch đã đoạt được hồi năm ngoái, trở thành ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng tại nội dung cầu mây 4 nữ ở ASEAN
tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc và hai đội sẽ cạnh tranh nhau tấm huy chương vàng vào lúc 9:30 sáng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 10. Các bạn thân mến, sáng ngày hôm qua mùng 3 tháng 10 thì đội tuyển cầu mây nữ của Việt Nam một lần nữa gặp lại người quen Indonesia ở trận đấu vòng loại cuối cùng để chọn ra đội xếp nhất bảng A. Cũng cần nói thêm là cả hai đều chắc chắn lọt đến vòng bán kết sau các chiến thắng trước các đội như là Myanmar hay là Nhật Bản. Lần này thì kết quả đã không còn cách biệt nữa khi chúng ta dù thắng với tỷ số 2-1, điểm số các ván là rất xích sao, lần lượt là 21-19, 19-21 và 21-19. Huấn luyện viên Trần Thị Vui sau đó tỏ ra tôn trọng đối thủ khi đã từng lọt đến chung kết ở giải vô địch thế giới. Mỗi trận đấu đều là khác nhau, kết quả chỉ mang tính chất tham khảo, chứ không thể đem ra so sánh để đánh giá trận chung kết ASEAN sắp tới đây. Như trận đấu ngày 3 tháng 10 thì cả hai đội đều đã vượt qua vòng bảng từ ngày hôm trước, nên trận đấu này chỉ mang ý nghĩa là quyết định ngôi đầu bảng. Thực tế thì cả hai đội đều không đá đúng sở trường của mình. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vẫn tung ra đội hình xuất phát mạnh nhưng không thực hiện kỹ chiến thuật tốt của mình. Còn Indonesia cũng vậy, họ đem lực lượng mạnh ra nhưng không đá hết sức. Điều này cho thấy là đối thủ này đã có những bước tiến bộ rất lớn, có những tính toán đáng gờm để thay đổi kết quả toàn thua ở hai trận trước đó. Các đội chuẩn bị cho ASEAN 19 là không có ai là đơn giản. Ngày 3 tháng 10 thì đối thủ của chúng ta đã không tung ra hết người, rõ ràng là họ có ý là giấu bài mà mình chưa thể biết trước được, không thể chủ quan được. Chúng ta phải chờ họ vào trận và ra đòn thì mới từ đó tính ra phương án để đối phó. Đá nội dung 4 người thiên về chiến thuật là rất phức tạp, nhưng đội tuyển cầu mây 4 nữ của chúng ta vẫn sẽ quyết tâm đem đến chiến thắng, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Bà Vui cho biết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.